Chào bà con, đến với tin giá lúa gạo đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo, giá cao thấp tùy từng vùng mà thương lái mua cao thấp khác nhau. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe luôn trúng mùa được giá giá lúa gạo hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2023 tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng trở lại với cả lúa và gạo. Thị trường giao dịch sôi động, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 100, 200 đồng 1 kg. Theo đó, tại An Giang theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang sáng ngày 15 tháng 8, giá lúa OM-18 ở mức 8.000-8.100 đồng 1 kg. Tăng 100 đồng 1 kg, lúa OM-5451 tăng 200 đồng 1 kg lên mức 7.800-8.000 đồng 1 kg. Với các chủng loại còn lại, giá duy trì ổn định. Cụ thể, giá lúa IR-504 ở mức 7.300 7.500 đồng 1 kg, lúa đài thơm 8 ở mức 7.400, 7.600 đồng 1 kg, nàng hoa chính có giá 7.200, 7.600 đồng 1 kg, lúa nhật cũng ổn định ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg, lúa nàng nhen, khô, ở mức 13.000 đồng 1 kg. Với lúa nếp, nếp Long An, tươi, tăng 200, 400 đồng 1 kg lên mức 6.900, 7.400 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá nếp An Giang tươi ổn định ở mức 6.300, 6.600 đồng 1 kg, nếp An Giang khô ở mức 7.700, 7.900 đồng 1 kg. Nếp Long An khô có giá 7.700, 7.900 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tăng trở lại sau nhiều phiên giảm. Theo đó, giá gạo nguyên liệu ở mức 11.850-12.000 đồng 1 kg tăng 150 đồng 1 kg, giá gạo thành phẩm ở mức 13.800, 13.900 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR504 duy trì ổn định ở mức 11.600 đồng 1 kg, trong khi đó, giá cám khô giảm 50 đồng 1 kg xuống còn 7.550 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo nội địa, tại An Giang, giá các loại gạo bán lẻ điều chỉnh tăng 1.000, 1.500 đồng 1 kg với gạo thường và thơm thái hạt dài. Theo đó, gạo trắng thường ở mức 15.000 đồng 1 kg, tăng 1.500 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 18.000, 20.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg, nếp ruột ở mức 15.000, 17.000 đồng 1 kg, gạo jasmine thơm 17.000, 18.000 đồng 1 kg, Gạo hương lại 19.500 đồng 1 kg theo các thương lái tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay lượng gạo về ổn định. Tại An Giang, các kho hỏi mua lai rai, sức mua tốt hơn so với hôm qua. Các kho chấp nhận mua gạo thành phẩm ở mức giá cao hơn 30-50 đồng 1 kg so với hôm qua.